Hôm nay, ngày 5 tháng 1, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành y tế năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự hội nghị. Trong năm qua, toàn ngành y tế tỉnh đã nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sở Y tế đã thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành triển khai tốt các hoạt động phòng chống dịch. Đặc biệt là một số dịch bệnh mới nổi và tái nổi như dịch COVID-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, cúm A. Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh. Các bệnh viện, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Năm 2022, khám chữa bệnh trên 3.895.000 lượt, đạt 112,6% kế hoạch. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 207 cơ sở y tế có giường bệnh với tổng số 5.142 giường. Công suất sử dụng giường bệnh chung toàn tỉnh đạt 62,3%. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang mong muốn cán bộ viên chức ngành y tế Tiền Giang hết sức chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh, nỗ lực cố gắng phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng dành thời gian lắng nghe, trao đổi, thảo luận cùng lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị y tế về các vấn đề còn vướng mắc trong thời gian qua, nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục phát triển ngành y tế trong thời gian tới. Dịp này, các tập thể và cá nhân vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.